Kính chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình đến với các bạn với cái chuyên đề là tâm linh trong đời sống của chúng ta các bạn. Trong cái chuyên đề hôm nay thì mình giới thiệu đến với các bạn về 10 đại đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni các bạn. Thì các bạn biết rồi, thông thường thì chúng ta biết và chúng ta cũng hiểu nhiều về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta, nhưng mà cũng có ít ai biết đến 10 vị đại đệ tử của Đức Phật Thích Ca. Thì đó là 10 vị đại đệ tử của Đức Phật mà mọi người người ta còn gọi là thập đại đệ tử. Người ta còn gọi là thập đại đệ tử của Đức Phật đó các bạn. Thì khi mà Đức Phật Thích Ca còn tại thế thì có đến nhiều dạng người là đệ tử của Đức Phật. Nhưng mà cái số người giỏi mà có tài đức thì để mà có thể thụ truyền lại cái giáo lý của Đức Phật thì rất là ít các bạn. Thì trong số đó có 10 người tài đức, phải nói là tài năng đức độ rất là tốt các bạn, cho nên được Đức Phật chọn làm 10 đại đệ tử của mình. Thì trong số hàng dạng đệ tử đó thì Đức Phật chỉ chọn được có 10 đại đệ tử mà thôi. Thì hôm nay mình giới thiệu với các bạn về 10 đại đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta các bạn. Đầu tiên đó là đại đệ tử Xá Lợi Phất các bạn. Đại đệ tử Xá Lợi Phất. Thì về cái nguồn gốc của đại đệ tử Xá Lợi Phất á, thì trước đây đó Xá Lợi Phất á, là người ở Ấn Độ các bạn. Vậy thông thường các đại đệ tử của Đức Phật thì xuất thân từ Nepal hoặc Ấn Độ các bạn. Ngay cả Đức Phật cũng vậy thôi. Cũng từ Nepal và Ấn Độ, cho nên là Xá Lợi Phất là người ở bên đó. Và Xá Lợi Phất với một kiện liên á, là hai người thuộc cái dòng dõi là tu đạo Bà La Môn các bạn. Thuộc cái dòng dõi tu đạo Bà La Môn. Mà ngày xưa thì ở Ấn Độ thì nếu người ta tu cái đạo Bà La Môn thì rất là phổ biến các bạn. Cho nên mỗi người có hơn 100 học trò. Hai người kết bạn với nhau rất thân. Kết bạn với nhau rất là thân. Nhưng mà xem xét thì cái đạo Bà La Môn vẫn chưa phải là chính đạo. Cho nên là hai người mới tìm một cái đạo mà xem như là chính đạo thì sẽ đi tu các bạn. Cho nên hai người mới bảo với nhau rằng là nếu mà ai mà tìm được chính đạo thì sẽ cùng nhau, hai người cùng nhau đi tu. Và sau đó nguyện ước đã thành các bạn. Thì sau đó Xá Lợi Phất cùng với một kiện liên đã gặp được Đức Phật Thích Ca. Và được Đức Phật Thích Ca giáo huấn và chứng được La Hán quả các bạn. Đã trở thành là một bậc trí tuệ đệ nhất trong các cái đệ tử của Đức Phật các bạn, được truyền đạo pháp từ Đức Phật. Cho nên là Xá Lợi Phất là trở thành một đại đệ tử của Đức Phật kể từ đó các bạn. Và đại đệ tử thứ hai của Đức Phật cũng chính là một kiện liên các bạn. Thì một kiện liên như mình đã nói cũng là bạn thân của Xá Lợi Phất. Thì sau khi mà Xá Lợi Phất đã gặp được Đức Phật Thích Ca rồi á, thì một kiện liên là cũng đã theo Xá Lợi Phất đến ra mắt cùng với hơn 100 đệ tử của mình, cũng như là Xá Lợi Phất cũng dẫn hơn 100 đệ tử của mình đến để gặp Đức Phật để mà tu hành pháp theo cái đạo lý của nhà Phật. Và một kiện liên cũng trở thành là đệ tử thứ hai, đại đệ tử thứ hai của Đức Phật kể từ đó các bạn. Nhưng có một điều là sau đó thì sau khi đi khất, sau đó một thời gian khi mà trở thành đại đệ tử của Đức Phật á, khi mà một kiện liên đi khất thực ở ngoài các cái nơi khác nhau thì đã bị cái những cái người mà người ta ngoại đạo á các bạn, người ta đánh một kiện liên chết đi. Cho nên là thì theo các cái kinh Phật đã chép thì nói rằng là một kiện liên cũng có cái nghiệp chướng trước đó, cho nên sau này phải trả các bạn, cái nghiệp sau này là phải trả. Và một kiện liên là đệ tử, đại đệ tử thứ hai của Đức Phật các bạn.
Đại đệ tử thứ ba là Đại Ca Diếp các bạn. Đại Ca Diếp thì cũng là thuộc về dòng dõi của Bà La Môn, là cũng là một cái đạo ngày xưa mà phổ biến ở Ấn Độ các bạn. Ông này rất giỏi về đạo Bà La Môn các bạn, về các cái kinh, các cái tạng kinh của đạo Bà La Môn. Nhưng mà về chính đạo thì ông này cũng cho rằng là đạo Bà La Môn cũng chưa thật sự là một chính đạo, nên tìm một cái đạo khác để cứu đời. Cho nên cuối cùng thì ông đã nghe được Đức Phật Thích Ca thành đạo rồi các bạn. Thì ông Đức Phật Thích Ca đang thuyết pháp ở Trúc Viên đó các bạn, ở gần thành Dương Xá. Cho nên ông liền đến đó để gặp Đức Phật để quy y. Và ông đã nói rằng là tôi xin quy y về đạo của Thế Tôn là đạo rất trong sạch các bạn. Xin Thế Tôn thương mà nhận cho được đứng vào hàng cuối đệ tử. Cho nên là từ câu nói đó mà Đức Phật đã cho ông là đứng hàng trên nhất các bạn. Thì ông đã trở thành một đệ tử thứ ba của Đức Phật Thích Ca các bạn. Ông này là rất là giỏi các bạn. Và ông cũng chính là một người mà sau này Đức Phật Thích Ca đã trao cho chiếc áo cà sa và cái bát để làm, để mà gọi là lễ truyền y bát đó các bạn. Lễ truyền y bát là trao chiếc áo cà sa và một cái bát để làm cái sự thể hiện cho cái sự truyền đạo các bạn. Truyền đạo theo truyền thống đó các bạn. Thì Đại Ca Diếp đã được cái danh dự đó. Thì đó là Đại Ca Diếp là đệ tử thứ ba của Đại Đức Phật, của Đức Phật Thích Ca của chúng ta các bạn. Cái vị đại đệ tử thứ tư là Tu Bồ Đề các bạn. Tu Bồ Đề cũng là con một cái người khá giả ở trong cái thành Xá Vệ ở Ấn Độ các bạn. Và cũng đã quy y Phật Pháp đối với Đức Phật Thích Ca. Và sau đó nổi tiếng là một cái bậc rất là tài giỏi các bạn. Đã được Đức Phật cho chứng La Hán Quả. Và xem như là đã trở thành là đại đệ tử chính thống của Đức Phật Thích Ca các bạn. Ông này là rất là giỏi về các cái pháp, người ta gọi là các cái pháp tu các bạn. Người ta gọi là các cái pháp không đó. Cũng như là ví dụ như là không có người thì sẽ không có ta. Rồi nếu mà không có người nào hơn người nào cả. Coi như là trong cuộc đời này không có ai hơn ai. Coi như là không có người giỏi cũng không có người dở các bạn. Không có người giỏi cũng không có người yếu kém. Cứ cho là vậy. Bởi vì nếu mà không có người yếu kém thì làm sao có người giỏi được. Phải có người yếu kém người ta mới nhận ra cái người giỏi được chứ. Điều đó cũng là rất hay các bạn. Không có con trai thì cũng không có con gái. Coi như là nếu mà không có đàn ông thì cũng sẽ không có đàn bà. Bởi vì cái đó là những cái điều mà người ta gọi là mâu thuẫn đó các bạn. Coi như ông này nói những cái chuyện đó rất là, những cái pháp như vậy đó rất là hay các bạn. Bởi vì trong cái thiện thì có cái ác. Mà nếu không có cái thiện thì sẽ không có cái ác. Bởi vì nếu mà không có cái ác thì chúng ta sẽ không nhìn nhận ra được cái thiện các bạn. Đó là cũng là một cái điều rất là hay. Đó là đệ tử thứ tư của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni các bạn. Và Đức Phật thứ năm, cái đức đại đệ tử, cái vị đại đệ tử thứ năm của Đức Phật Thích Ca là A Na Lục các bạn. A là Na Lục là dòng dõi con của một vị vua các bạn. Và khi mà A Na Lục đã nghe Phật Thích Ca về thăm quê thì đã xin về thăm quê, rồi Đức Phật thuyết pháp thì A Na Lục đã xin cha mẹ của mình là vua mẹ và vua cha để đi theo Phật, được đi tu và sau đó được chứng La Hán Quả các bạn. Ông này cũng rất là giỏi và ông này thuyết pháp về tứ thiền cũng như là lậu tận thì rất là giỏi các bạn. Ở đây người ta còn gọi các cái pháp này là các cái pháp khai ngộ cho những cái người mà người ta mới bước vào cái con đường tu hành đó các bạn. Đó là đại đệ tử thứ năm. Cái vị đại đệ tử thứ sáu là Phú Lâu Na các bạn. Phú Lâu Na là cũng là tu ở một cái đạo tu khác, người ta còn gọi ở Ấn Độ là tu tiên đó các bạn. Và cũng đã được đắc đạo rồi, nhưng mà sau đó mà khi nghe Phật thuyết pháp ở cái vườn Lộc Uyển á thì liền đến và xin quy y
quy y Phật Thích Ca của chúng ta. Và cuối cùng thì được Phật chứng cho được là được thành La Hán quả các bạn. Ông này rất có tài để là thuyết pháp trên các lĩnh vực về tu hành các bạn, cho nên là được Phật rất là khen ngợi. Về sau này thì Phú Lô Na đã sang một cái nước mà ngày xưa cũng ở bên Ấn Độ các bạn. Đất nước này rất là hung ác các bạn, có những con người rất là hung ác, nhưng mà Phú Lô Na đã đến đó, đã dũng cảm đến đó, rồi ông đã đem truyền bá về cái pháp, cái đạo của Phật đối với cái dân vùng này, và cảm hóa được rất là nhiều người ở vùng này các bạn. Rồi sau này thì ông mất ở cái vùng đó. Đó là cái vị đại đệ tử thứ 6 là Phú Lô Na của Đức Phật Thích Ca các bạn. Cái vị đại đệ tử thứ 7 là Ca Chiên Viên các bạn. Ca Chiên Viên là đệ tử thứ 7 của Đức Phật Thích Ca các bạn. Thì ông này cũng là dòng dõi của đạo Bà La Môn các bạn. Ngày xưa thì các bạn biết rồi, ở Ấn Độ thì đạo Bà La Môn rất là thịnh hành các bạn. Ông này là cháu của ông A Tư Đà, người ta còn gọi là một vị tiên A Tư Đà, ngày xưa ở trong cung vua của vua Tịnh Phạn, là cha của Phật đó, các bạn. Bởi vì nguồn gốc của Phật Thích Ca thì ngày xưa là thái tử, là con của vua Tịnh Phạn, mà ngày xưa cái ông ngoại của Ca Chiên Viên này á, là ở trong cung điện của nhà vua Tịnh Phạn, là cha của Đức Phật. Và khi mà Đức Phật Thích Ca mà sinh ra thì chính cái ông ngoại của Ca Chiên Viên á, đã xem tướng cho Đức Phật Thích Ca khi mà ngài mới sinh ra đó các bạn. Thì Ca Chiên Viên chính là cháu ngoại của cái vị tiên mà A Tư Đà trước đó đã xem tướng khi mà Đức Phật Thích Ca được sinh ra đời các bạn. Khi mà Ca Chiên Viên nghe Phật thuyết pháp rồi đến nghe Phật thuyết pháp, sau đó thì Ca Chiên Viên mới quy y Đức Phật, và chẳng bao lâu sau thì được Đức Phật cho chứng La Hán quả các bạn, và đã nổi tiếng trong số 10 đại đệ tử của Đức Phật. Đã nổi tiếng. Đó là đệ tử thứ 7 là Ca Chiên Viên của Đức Phật Thích Ca các bạn. Đệ tử thứ 8 là U Bà Ly các bạn. U Bà Ly là một người xuất thân từ một cái giai cấp thấp ở Ấn Độ các bạn. Nhưng mà ngày xưa thì các bạn biết rồi, ở Ấn Độ người ta phân biệt giai cấp rất là dữ các bạn. Mà cho đến ngày hôm nay cũng vậy các bạn. Ngày hôm nay cũng vậy thôi, ở Ấn Độ người ta có một cái sự phân biệt giai cấp. Cho nên là cái dòng dõi của U Bà Ly là một cái dòng dõi ở giai cấp thấp. Bởi vì ông thì làm cái nghề thợ cạo, và ông thường đến ông cạo râu cho cái dòng họ của Thích Ca các bạn. Khi mà Đức Phật về Ca Bỉ La thì U Bà Ly mới đến xin Đức Phật để quy y các bạn. Và có nhiều người ta không có chấp nhận cái điều này. Người ta nói rằng là U Bà Ly là một cái dòng dõi thấp hèn, cho nên là không được đứng ngang hàng với những cái người mà đã từng đến để quy y Đức Phật, là những cái dòng dõi rất là quý phái các bạn, sang trọng các bạn. Cho nên là từ đó Đức Phật mới có một cái câu nổi tiếng, là Đức Phật mới đáp rằng là bốn dòng sông lớn chảy vào biển đều thành nước mặn các bạn. Bởi vì những cái dòng sông lớn thì bao giờ phải đổ về biển. Nhưng mà nếu mà đổ về biển thì cũng trở thành nước mặn, cũng trở thành biển cả thôi. Cho nên bất cứ là người của dòng họ nào mà nếu mà xuất gia thì cũng đều là họ Thích Ca, chứ không có phân biệt. Cho nên là từ cái câu nói nổi tiếng này thì U Bà Ly đã được quy y với Đức Phật, và đã được chứng La Hán quả các bạn. Đã được chứng La Hán quả. Và ông cũng là một người rất là tài giỏi trong số 10 đại đệ tử của Đức Phật Thích Ca các bạn.
đó là đệ tử thứ 8 của Đức Phật Thích Ca. Đại đệ tử thứ 9 của Đức Phật Thích Ca là Ra Hầu La các bạn. Các bạn biết là ngày xưa mà khi mà Đức Phật Thích Ca mà đi tu á, thì ngài đã bỏ lại vợ với con của mình ở trong thành. Bởi vì cái nguồn gốc của Đức Phật Thích Ca là một thái tử các bạn, và đã có vợ có con. Nhưng mà Đức Phật Thích Ca thấy mọi người trên cõi đời này đều thống khổ, cho nên Đức Phật Thích Ca mới để lại với vợ với con của mình ở trong thành để trốn mà đi tu các bạn. Và khi đi tu thì khi đã trốn vợ với con mình đi thì lúc đó là Ra Hầu La là chính là con của Đức Phật Thích Ca. Và khi mà Đức Phật Thích Ca đã thành đạo rồi, đi tu thành đạo rồi mà trở về thăm quê nhà, thì Đức Phật Thích Ca đã cho Ra Hầu La là con của mình làm sa di các bạn, là chú tiểu các bạn. Cho đến năm 20 tuổi thì Ra Hầu La mới theo Xá Lợi Phất là đệ tử thứ nhất của của Đức Phật Thích Ca các bạn, làm sa môn. Và Ra Hầu La cũng là một trong những đại đệ tử trẻ tuổi nhất của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni các bạn, và được Đức Phật cho chứng La Hán quả. Và có tiếng tâm nhất, cũng là một trong những người có tiếng tâm nhất trong số 10 đại đệ tử của Đức Phật đó các bạn. Đó là đệ tử thứ 9 của Đức Phật Thích Ca. Và đệ tử thứ 10 của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chính là A Nan Đà các bạn. A Nan Đà chính là em họ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni các bạn. Và các loại sách là cũng đã có chép rằng là ông sinh vào cái ngày mà Đức Phật Thích Ca thành đạo. Thì đương nhiên nếu mà nói như vậy thì ông cũng còn rất trẻ các bạn. Ông sinh vào cái ngày mà Đức Phật Thích Ca thành đạo thì ông trẻ. Thì cho đến năm 20 tuổi thì ông cũng xuất gia theo Đức theo cái giáo pháp của Đức Phật các bạn. Và ông luôn luôn ở bên cạnh Đức Phật, cho nên ông rất là hiểu các cái câu nói của Đức Phật. Ông cũng là một trong những đại đệ tử rất trẻ trong số 10 đại đệ tử của Đức Phật Thích Ca đó các bạn. Thì vừa qua thì mình đã giới thiệu tất cả 10 đại đệ tử của Đức Phật đến với các bạn, để các bạn có cái mức độ tham khảo về 10 vị đại đệ tử của Đức Phật Thích Ca. Thì các bạn, như mình đã nói ban đầu các bạn, chúng ta biết cũng, nếu mà chúng ta là đạo Phật thì chúng ta biết khá nhiều về Đức Phật, nhưng mà cũng ít có ai biết đến những cái vị đại đệ tử của Đức Phật. Mà những cái vị này là những cái người trực tiếp truyền bá những cái phép tu hành, người ta còn gọi là những cái pháp tu hành kinh điển của Phật giáo của chúng ta sau khi mà Đức Phật đã viên tịch và đã qua đời, rồi mới truyền nối lại cho các thế hệ sau. Đó là những cái người đại đệ tử đầu tiên, là cái thế hệ kế tiếp của Đức Phật Thích Ca của chúng ta. Thì đồng ý là mình giới thiệu với các bạn cũng ngắn gọn các bạn, cũng chưa nói hết được nhiều vấn đề. Nhưng mà ở đây là với một cái thời gian ngắn ngủi thì mình giới thiệu với các bạn để mang cái tính tham khảo về 10 vị đại đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta các bạn. Đến đây thì mình tạm dừng video ở đây. Và mình mong rằng các bạn hãy ủng hộ kênh của mình nha. Kính chào tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo các bạn.